Ngày 12 tháng 8, Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân 25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, bị hoại tử thượng bì nhiễm độc, hội chứng Lyell nặng, tiên lượng tỷ lệ tử vong lên tới 50%. Bệnh nhân đến khám trong tình trạng cơ thể mệt, trên da xuất hiện các ban đỏ, bóng nước và vết trợt, chiếm hơn 60% diện tích cơ thể, kèm theo tổn thương niêm mạc mắt, miệng, mũi. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết mình có bệnh vẩy nến, được người quen giới thiệu một số loại thực phẩm chức năng để điều trị, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da, thải độc tố, nên chị đã mua bộ gồm 7 sản phẩm thực phẩm chức năng với giá gần 5 triệu đồng. Sau khi sử dụng được khoảng 5 đến 7 ngày thì xuất hiện các nốt ban nhỏ, lấm tấm, nhưng người bán nói là sản phẩm đang phát huy tác dụng thải độc tố nên chị tiếp tục sử dụng. Em xem ở trên mạng thì cũng không có thành phần nào là độc hại ấy, tại vì đó là thực phẩm chức năng. Xong qua ngày hôm sau là em thấy mụn nước nổi lên ở mấy cái mụn vẩy nến của em này. Cái mụn nước nó to dần nó thành một bọc ấy. Xong em gọi điện cho người bán thì bảo là không sao đâu, nó phát độc tố ra ấy. Khoảng một tuần là hết. Người ta bị bệnh ung thư máu trắng thì kia người ta uống cũng hết ấy. Thì em cũng yên tâm, nhưng mà qua ngày hôm sau thì em thấy đau nhức, nói chung là đau từng lỗ chân lông, từng sợi tóc luôn ấy. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trúc Quỳnh, khoa lâm sàng 1 Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân được chẩn đoán là hoại tử thượng bì nhiễm độc do sử dụng thực phẩm chức năng. Bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng, ví dụ như là sẽ xuất hiện những cái triệu chứng từ 1 đến 4 tuần đối với những bệnh nhân mà đã có tiền sử sử dụng thuốc trước đó, thì thường bệnh sẽ khởi phát rất là đột ngột với triệu chứng là sốt cao, đau nhức mỏi và đau khớp, vân vân. Và sau đó bệnh nhân sẽ xuất hiện những cái giác đỏ sẫm trên mặt và lan ra tới toàn thân. Và sau vài ngày hoặc là vài giờ thì bệnh nhân sẽ xuất hiện những cái mụn nước, bóng nước, những cái vết trợt chiếm diện tích trên 30% diện tích cơ thể hoặc là toàn bộ cơ thể. Hoại tử thượng bì nhiễm độc là một phản ứng dị ứng thuốc nặng. Nguyên nhân là do sự đáp ứng miễn dịch bất thường của cơ thể với một vài loại thuốc hoặc chất chuyển hóa trong thuốc. Bác sĩ Trúc Quỳnh thông tin, với bệnh nhân trên, do thời gian sử dụng thực phẩm chức năng khá lâu, 18 đến 21 ngày theo lời bệnh nhân, nhập viện trễ, các vết trợt da chiếm hơn 60% cơ thể nên nguy cơ tử vong cao, lên tới 50%. Thời gian qua, Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khá nhiều trường hợp dị ứng với thuốc, thực phẩm chức năng, trong đó có nhiều trường hợp nặng phải nhập viện điều trị. Bản thân các dược thảo, chế phẩm bắt nguồn từ thực phẩm có trong thực phẩm chức năng không gây dị ứng, nhưng các tá dược hay chất bảo quản có trong thực phẩm chức năng đều có nguy cơ gây dị ứng, thậm chí gây dị ứng rất nặng.